Hey yo, hello, xin chào nếu quay trở lại với kênh channel của Dinh nha. Gọi là mình đây. Ok thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà lấy hai kim màu hay là chính xác hơn chính là hai kim bảy màu giống như của mình hiện tại nha. Đây, mình sẽ bật lên cho anh em xem. Đó, thì khi mà bật lên thì chúng ta sẽ có một cái viền sáng xung quanh cái người con nhân vật chúng ta ở trên cái nền đen như em. Đó và đây chính là hai kim màu nha. Đó, hay còn gọi là hai kim bảy màu đấy thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em có thể lấy nha. Và đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh mà mỗi khi mình ra video mới này sẽ nhận thông báo nha. Và Bấn, ấn cái nút chuông bên cạnh nha anh em ok let's go nào ok thì đầu tiên anh em hãy xuất phát cho mình ngay cái chỗ đó chính là cái chỗ là pháo đài trên biển nha và anh em sẽ di chuyển về cho mình ở khu vực đó chính là khu vực đảo gùa hay còn gọi là dinh thự á thì anh em đi lại khu vực này và anh em lên một cái cái cây to để mà anh em nhận nhiệm vụ nha anh em thì uh, mình cũng chưa gọi là cái này sẽ yêu cầu cấp level bao nhiêu tuy nhiên thì mình vẫn khuyên em là cài lên level mắt đi để cho anh em có thể là đủ điều kiện để mà anh em làm mọi thứ thì sẽ dễ hơn ok thì chúng ta sẽ có một cái cây to ở phía trên đây nha anh em ở đây mình đã bật chế độ là chế độ nhanh lên rồi nên là nhìn nó rất là rõ thì trên đây chúng ta sẽ có một cái ông đó chính là một cái ông NBC ông NBC tên là Honor như anh em thì anh em sẽ lại nói chuyện với ông này thì ông sẽ giao cho anh em cái nhiệm vụ đầu tiên đó chính là anh em hãy đi đánh đánh bại Stone hay còn gọi là đối đốc Stone đó thì cái ông đối đốc này sẽ nằm ở cái đảo hải cái chỗ mà bến cảng mà chúng ta khi mà chúng ta vừa mới qua C3 thì chúng ta sẽ có ông này là cái ông boss ở bên cái đảo đó nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đó để mà mình tiến hành mình đánh cái con boss này nha. Đầu tiên thì anh em hãy trở lại cái khu với là khu pháo đài trên biển và anh em lại chân cái bến cảng của cái khu này nha. Đó thì chúng ta sẽ có một cái ông MBC bán thuyền thì anh em lại anh em mua cái thuyền cho mình và anh em đi theo đúng hướng cho mình nha. Đó thì anh em sẽ đi thẳng cái này. Ôi đầu xanh này khó nhảy lên nữa nha cái cho con thì nó hơi nhỏ mà cái con thì nó hơi nhỏ nên là nó hơi khó đi nha thì nếu mà anh em nào đi thì anh em nhớ đi theo cái hướng mình chỉ nè rồi thì sau khi mà anh em đã lên thuyền rồi thì anh em hãy nhìn cho mình cái cái vị trí chuẩn là anh em hãy để cho mình cái chiếc thuyền mà có cái bờm hình hải tặc anh em thì anh em để cho mình cái chiếc thuyền bờm đó nha và cái đảo mà chúng ta cần đến đó chính là nằm bên trái của chiếc thuyền đó anh em chỉ cần đứng trên khu vực đó chính là pháo đài trên biển thì anh em sẽ nhìn thấy cái con thuyền này thôi đó và cái hòn đảo này cũng sẽ nằm mờ mờ phía xa dành cho để cho anh em nào thấy anh em có thể thấy đó thì chúng ta chỉ cần việc đi thẳng lại đúng cái hòn đảo này thì dành cho những bạn nào mà chưa biết thì đây chính là cái hòn đảo mà chúng ta khi mà vừa mới qua Shiba thì chúng ta sẽ đến cái hòn đảo này đầu tiên, đó cũng là cái địa chỗ mà đầu tiên mà chúng ta được uh, là hồi sinh lại trong chỗ này luôn. OK, bây giờ mình sẽ tiến hành lên nha anh em. Thì ở đây mình có bạn bè của mình nên là mình sẽ được uh, ship miễn phí anh em, mình không có tốn tiền ship nữa. Hay <laughs> vì chúng ta phải uh, đi bộ hoặc là cực khổ thì chúng ta sẽ có đồng đội giúp, uh, hỗ trợ nha. đó Ok, bây giờ mình sẽ biến bự lên cho dễ đi. Thì con bố thì chúng ta sẽ nằm ở khu vực uh, phía trước này anh em đó anh em thấy không ở phía trước chúng ta có một cái con boss á thì đây chính là đô đốc nha thì anh em chỉ cần đánh bại cái con này là sẽ được anh em Đấy, đầu xanh này mình lúc này mình còn hơi bỡ ngỡ nè mà lúc này mình còn hơi bỡ ngỡ nên là mình đi hút con mở luôn anh em mà ok bây giờ mình sẽ đánh con này thì anh em chỉ cần đánh chết con này là chúng ta sẽ nhận được cái nhiệm vụ ở anh em sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ ở bên uh, ông đó nha ok thì con này nó cũng dễ thôi nếu mà được thì anh em có thể là kêu bạn bè của anh em giúp nhưng mà anh em phải gây đủ đam như anh em ở đây mình có dùng cái vỏ điện v 2 để mà mình tiến hành mình chưa khử con bot này này mà thì anh em nào muốn mình hướng dẫn cho anh em cách lấy bộ điện V2 thì anh em hãy comment với phần bình luận nha đấy ok bây giờ về nhận nhiệm vụ thôi. thì nếu mà anh em nào muốn nhanh thì anh em có thể là hiệu chỉnh cái điểm hồi sinh của em ngay 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 cho chỗ mà pháo đài trên biển nha để cho em có di chuyển từ đảo gù qua cái khu vực đó nhanh một xíu. thì sau khi mà anh em hoàn thành nhiệm vụ xong thì anh em chỉ cần hiệu chỉnh là anh em dịch chuyển về cái pháo đài trên biển là anh em sẽ tiến hành em qua đảo gù sẽ gần hơn nha. ok và khi mà anh em đánh bại con bó xong thì anh em chỉ cần lên cái ông này, anh em trả nhiệm vụ và anh em tiến hành nhận nhiệm vụ mới nha. thì cái quá trình mà chúng ta nhận cái nhiệm vụ này thì mình như mình nhớ là cũng tương đối là nhiều nhiệm vụ đấy em mà ok tiếp theo thì chúng ta sẽ có là đánh nữ hoàng ốc đảo ở bên đảo phụ nữ nha anh em đó đảo phụ nữ anh em mà thì đảo phụ nữ nó cũng sẽ gần thôi anh em chỉ cần lại cái, cái khu vực đó chính là cái cổng dịch chuyển của đảo gùa sang cái uh, từ cái chỗ đảo cùa em có một cái cổng dịch chuyển đi qua đảo phụ nữ luôn em không cần phải em không cần phải tốn thời gian đi bộ nha anh em ok ở đây chúng ta sẽ có là hai cổng dịch chuyển cổng bên trái là nằm qua bên đảo cùa còn bên cổng bên phải là chúng ta sẽ qua đảo phụ nữ nha đây chính là cái khu vực này nha anh em sau đó thì anh em chỉ cần đánh chết cái con bố này là chúng ta sẽ được uh, hoàn thành nhiệm vụ nha đấy thì con boss này nó cũng đơn giản thôi và ngoài ra khi mà anh em tiêu diệt con bố này á, thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra cái vật phẩm á, anh em đó thì mình cũng không nhớ là vật phẩm gì tuy nhiên thì nó sẽ có cái tỷ lệ ra cũng khá nhiều đồ á thì anh em có thể là đi mua server vip của anh em để mà anh em cài con boss này đôi khi anh em sẽ ra được cái vật phẩm nào đó nó ngon ngon thì sao đúng không ok thì con boss này cũng dễ nên mà nó cũng không phải là quá khó đấy mình được 200 nguyên thạch nè anh em ok thì sau đó thì chúng ta sẽ uh, hồi sinh về ở anh em sẽ dịch chuyển về cái khu vực pháo đài trên biển và chúng ta tiến hành anh em nhận cái nhiệm vụ mới từ cái ông trên kia đó nha đó thì cái khâu này thì anh em sẽ phải là đi tới đi lui nhiều nên là mình khuyên anh em là cần phải có một người bạn thì sẽ dễ hơn còn nếu được nữa thì anh em có thể là kiếm một bạn nào đó mà có ăn trái bô thồ anh em thì anh em nhờ người đó đi hỗ trợ cho anh em thì sẽ rất là nhanh nha đó thì giống như mình mình có bạn này sử dụng trái lớp này anh em nên là mình đi rất là nhanh đó bay thôi chứ không đi nhanh anh em, anh em. Thì đi nhanh phải nhờ dịch chuyển nên là phải à, có cái lớp thì mới bay lên đây được Ok và chúng ta sẽ có là tiếp theo là đánh bại đô đốc kilo nha Thì do là cái trận này mình đã đánh đô đốc kilo rồi Nên là mình sẽ qua cái à, à, thời, thời gian khác nha Đây thì à, để mà đánh được đô đốc kilo ha, thì anh em hãy kêu à, bạn bè anh em dịch chuyển cho anh em lại cái khu vực là cây đại thụ nha Thì ở dưới cái cây này chúng ta sẽ có một cái con bot Thì đó chính là con bot này anh em thì anh em chỉ cần đánh chết con bot này là được thì uh, mình nhớ là con bốt này sau khi mà anh em đánh nó thì nay cũng sẽ có ra một cái đồ gì đó đó nhưng mà mình không nhớ rõ nên mình tạm thời mình sẽ không nhắc nha Nếu mình biết tới đâu thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em tới đó nên là những bạn nào mà mới tập chơi á thì anh em xem clip này của mình có thể là anh em sẽ còn hơi bỡ ngỡ và anh em nhớ là nếu mà được thì anh em hãy nhờ những người bạn nào mà có hiểu biết về con game này thì anh em chơi chung với họ thì anh em sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều nha nói chung là mình cũng giống như vậy thôi nên là mình chia sẻ cho anh em luôn đó ok thì con boss này anh em hãy nhờ bạn bè của anh em đánh giùm sau đó khi mà nó còn ít máu thì anh em chỉ cần bay vô anh em đánh cho nó chết luôn là được đấy ok thì chúng ta có là một cái vòng hoa anh em rớt một vật phẩm là vòng hoa và 300 nguyên thạch nhưng là cái này thì cũng không cần thiết đâu thì anh em nào mà lấy thì anh em lấy còn anh em không muốn lấy thì thôi cũng được ok bây giờ mình sẽ tiến hành là đi về chỗ cũ để mà nhận nhiệm vụ mới nha đó thì đây anh em thấy anh đi bật cái dòng lên cho mình chuẩn bị chui vô nè mà thì luôn có cái một ông bạn nào mà ăn trái bô thồ anh em sẽ cảm thấy rất là tiện đây mà ổng chỉ cần mở cái cổng dịch chuyển anh em chui vô là anh em sẽ bay qua cái khu vực mà anh em cần luôn và anh em chỉ cần đợi cái điểm mà của cái ông NBC đó là sẽ được nha anh em. Đó, thì nói chung là mình khuyên em vẫn nên là lựa chọn những bạn nào mà có sử dụng cái bô nha đó bô mình không biết là đọc bô tô hay là bô toàn thì mình cũng không rõ nữa thì anh em nào thấy đọc sai thì anh em thông cảm với anh em ok sau đó thì chúng ta sẽ leo lên lại cái chỗ này để mà chúng ta nhận nhiệm vụ mới thì sau khi mà anh em làm hết trơn chủ nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ có haki gọi là bảy màu nha ok thì bây giờ chúng ta sẽ đơn đường đánh đội trưởng voi nha anh em đội trưởng voi thì con này nó khá là trâu nên là chúng ta sẽ cần có nhiều người hỗ trợ thì mới ok nha anh em. Ok, mình đang uh, là mình đang đặt điểm đến cho mấy ông shipper này để mà mấy ông ship mình đến đó anh em à Như đội trưởng voi nó cũng gần ở đây thôi nên mình sẽ đi tìm nha anh em. Thì ok, thì anh em hãy nhìn lên góc cây này và anh em đi theo đúng cái hướng mình là anh em sẽ lại cái đúng cái chỗ địa, đội trưởng voi nha. Hoặc là anh em nào mà có bạn bè anh em biết đường thì anh em có đi theo họ cũng được thì mình vẫn khuyên em là nên hỏi bạn bè của anh em sẽ tốt hơn thì mình chỉ hướng dẫn em cái cách để mà anh em lấy thôi ok thì mình sẽ qua đây đánh đồ chuẩn voi thì đây chính là con này anh em nó cũng gần thôi nó cũng không xa đâu anh em mà đấy thì anh em chưa bay vô đánh nó thôi và nếu mà là bạn nào có haki thì anh em nhớ bật haki lên để anh em né đồ nha và cùng theo đó là chúng ta sẽ cài haki Haki V2 anh em đó thì clip ra clip mà hướng dẫn anh em cách thức tỉnh Haki V2 thì mình sẽ làm cho anh em sao nên là bây giờ thì anh em tạm thời anh em sẽ tính cho cái này nha Rồi, chui vô cái cổng dịch chuyển của bồ hoài đây mà đó khi mà anh em bật Haki thức tỉnh lên thì chúng ta sẽ né đòn của địch và chúng ta sẽ tính cộng dồn vào trong cái lượt né nha đó thì ok đấy con này thì nó khá là trâu anh em mà trâu phải cái trưởng luôn đấy đó mình đánh ba mấy ngàn ra mà nó cũng chưa xi nhê ok sắp chết rồi anh em mà thì anh em nào có skill nào nó mạnh thì anh em xài mình thì có cây kiếm này thôi ngoài lại mình đang cài cây kiếm Yama nữa này mà ok và phần thưởng của chúng ta là 400 nguyên thạch nha 400 nguyên thạch và kèm theo đó là 94.000 Berli quay wow. tôi nói là nhiều đấy và bây giờ chúng ta chỉ việc là lên đó để mà chúng ta nhận nhiệm vụ mới nha anh em đó Ok còn dê thì chỗ này nó kế bên thôi nè anh em Thì nếu mà anh em nào mà tinh mỹ hơn thì anh em có thể nhìn thấy Nếu mà anh em xuất phát từ chỗ mà ông nhận nhiệm vụ đó, thì nó sẽ là nằm bên phải của cái ông đó nha anh em Đó thì anh em chỉ cần đi xuống bên phải là anh em sẽ đi tới cái chỗ của đội trưởng voi nha Ok bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ mới nha anh em Nhiệm vụ mới chúng ta sẽ là gì đây Ok hải tặc hào hoa đã nổi cơ thịnh nộ Bạn có thể phó phối hắn không Ok hải tặc hào hoa chính là cái thanh niên ở dưới cái góc cày luôn nha anh em Không có xa đâu thì lần đầu mình đi xuống mình cứ tưởng nào là chỗ nào xa lắm cơ thì mình đi qua đi lại xong rồi cái mình nhìn xuống mới gọi là tết đi đuôi cái nhìn xuống này ngay chân gốc cây đây mà đó thì ở dưới cái gốc cây chúng ta có một cái cổng này anh em cái cổng thì anh em chỉ cần vô cổng này chúng ta sẽ gặp con boss đó nha đó chính là con boss này thì anh em chỉ cần vô đây mà anh em đánh thôi và con boss này sẽ có một đặc điểm đặc, đặc, đặc biệt giống như cái con mà à, à, đông xì quanh ở bên c 2 anh em thì nó sẽ có hai cây máu anh em đánh nó chết nó. một cây máu đầu tiên rồi thì nó sẽ hồi máu lại cây máu thứ hai thì để mà cho anh em đỡ tốn thời gian hơn thì mình sẽ tua ít hai lên cho anh em tại vì con bốt này trâu lắm anh em mà mình nói cho anh em rồi những con boss nào mà làm nhiệm vụ như thế này á, thì nó rất là trâu và thường đây anh em phải đi chung với đồng đội nếu mà anh em không đi chung với anh em hoặc là đồng đội của anh em á, thì khả năng cao là anh em sẽ bị bốt nó giết ngược lại anh em mà sổ luôn mình có haki thức tỉnh ôm mình, mình có haki gọi là quan sát uh, full body luôn mà mình vẫn chơi muốn không lại luôn anh em mà mặc dù mình đã bật haki rồi nhưng mà vừa bật xong là mất luôn anh em ạ đấy nên là anh em lưới cho mình chỗ này anh em có chiêu mạnh hoặc là có những trái nào mạnh thì anh em cứ dồn vô hết đi anh em ơi nếu mà anh em có trái phật tổ giống như mình thì anh em cài luôn cũng được đấy mặc dù là tôi ít hai rồi đấy nhưng mà mình đánh anh em thấy là như bùa bò luôn ok và chúng ta sẽ rớt được cái vật phẩm là một cái kiếm canvender nha anh em đấy và chúng ta sẽ có một cây kiếm như thế này và nó không quan trọng đâu thì anh em phải uh, quan trọng chính là cái haki bảy màu này đó thì để mà kích hoạt được haki bảy màu này thì anh em chỉ cần tắt haki và anh em gọi là bật lại là được nha ok đấy khi mà anh em bật lại thì chúng ta sẽ có là màu của haki anh em nó sẽ đổi theo là màu sắc nha đó và đổi theo màu sắc liên tục luôn đó nhìn rất là xịn sò luôn đấy mà và nó sẽ đổi tầm đó đó mấy màu mình cũng không biết nữa nhưng mà nghe nói bảy màu nên là mình mặc định nó là bảy màu đi anh em ơi ok và đó là cái cách mà mà có thể giúp cho anh em làm là săn được cái hai cây bảy màu và lấy được hai cây bảy màu ở C3 nha mình vẫn khuyên em là nên cài lên đây vào mắt đi thì những nhiệm vụ của anh em sẽ dễ hơn rất là nhiều nha anh em OK nếu mà thấy video mình hay và bổ ích thì đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo bye bye